Xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật vui vẻ. Các bạn ơi, thứ mai thì chỉ có đúng một mình làm video các bạn ạ. Thứ mai thì bố mẹ mình bởi có bạn đi làm ấy, không có ai ở nhà đâu, thì mình vừa mới gọi là cho bò ăn, kiểu xay cỏ cho bò ăn xong ấy. Bắt đầu bây giờ cũng muộn rồi các bạn, làm xong các việc ở nhà xong bây giờ cũng muộn đấy. Mấy hôm nay thì mình cũng bận quá, mình không có quay video được. Căn bản nhà mình còn phơi lúa, phơi rơm các bạn. Đấy thì hôm nay thì tiếp tục quay trở lại đây, thì mình sẽ gửi tới tất cả bạn cái món là xoài non chấm với cả là nước sốt me Thái các bạn nhé. À đâu, quên mất cái quả này không phải quả xoài mà là cái quả quéo, chúng mình gọi là quả quéo các bạn nhé. Thì một cái tập trước thì bố con mình đã quay cho các bạn xem là cái video bố con mình hái cái quả này rồi. Nó khác biệt, nó nhìn rất là giống quả xoài nhưng các bạn nhìn cái vị của nó cực kỳ là chua luôn các bạn ạ. Rất là chua luôn. Hôm nay thì mình đặc biệt hơn là mình ngồi trên mái nhà mình ăn các bạn nhé. Thử thách là ăn hết một cái gọi là cái mẹt xoài luôn các bạn ạ. Một mẹt xoài, à đâu quéo chứ, mình cứ hay kiểu mình gọi bị nhầm các bạn. Ở đây thì mình chuẩn bị sẵn các bạn nhé. Một cái bát là bát nước sốt me Thái các bạn nhé. Nước me này. Đó, trong này gồm có cả me, nước mắm này, đường này, mì chính này, ớt này, tỏi này các bạn nhé. Rất là thơm ngon luôn. Ở đây hôm nọ thì là bố con mình ăn chấm với cả muối ớt nên là nó không được ngon cho lắm ấy. Thì là hôm nay thì mình quay trở lại đây thì mình sẽ sử dụng là mình sẽ chấm với cả là nước sốt Thái các bạn nhé. Hy vọng là nó sẽ ngon hơn. Đấy, bây giờ mình sẽ gọt. Cái này thật sự các bạn, cây nhà mình nó xài rất là nhiều luôn các bạn ạ. Hôm nay thì mình sẽ thử thách là ăn hết một cái mâm xoài, một cái mâm quéo các bạn nhé. Thực sự các bạn, cái độ chua của cái này nó gấp rất là nhiều lần so với cả cái quả xoài các bạn. Rất là chua luôn. Đấy, hôm nay là cái mukbang. Hôm nay mình làm một cái video là mukbang các bạn nhé, mukbang xoài. Úi thôi. Nó bị rơi mất các bạn ạ. Không sao, tại vì còn rất là nhiều các bạn. Giờ này chắc là bố mình chắc cũng sắp về rồi đấy các bạn. Các bạn nó chỉ nhỏ, mình cắt miếng sẽ nhỏ này các bạn nhé. Đấy, chấm với cả cái nước sốt Thái này các bạn ạ. Ôi còn hơi bỏng bỏng lúc ấy mình. Ui bỏng quá. Lúc ấy mình vừa mới nấu xong đấy các bạn. Ui các bạn ơi. Ok, mình xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với mình các bạn nhé. Công nhận là chấm quẹo lắm các bạn ạ. Nó quẹo các bạn, cái nước chấm này nó sệt sệt này. Nó chua. Nhưng mà khi mà mình chấm cái nước sốt này nó ngon hơn là chấm khi mình chấm với muối ớt các bạn. Cái này chấm ngon hơn. À. Ngon. Cái này mình sẽ gọt ra bạn nhé. Không cắn cả hột nó sẽ bị ghê răng ấy. Nó không ăn được nhiều đâu. Ui, nhưng mà khi cái thịt của nó rất là mỏng các bạn nhé. Đặc biệt là cái thịt của nó rất là mỏng các bạn nhỉ. Nó chỉ có một ít thôi, nó không dày như cửa xoài đâu. Rất là mỏng. Đấy, mình chống này, múc bang xoài. Đấy, đặc biệt hôm nay là mình đeo kính trong cái video này các bạn ạ. Tại vì một mắt của mình bây giờ hầu như là đi ra đường mình cũng hay phải đeo các bạn. Tại vì bây giờ một mắt mình cận 2.5, cận 2 các bạn ạ. Đấy, không đeo là không nhìn thấy được. Đấy, xin mời các bạn nhé. Phải đeo kính à. Nó có chèo bằng cái thang các bạn. Đây, thang này. Chèo lên. Kiểu bây giờ mình không đeo là nó sẽ bị mờ mờ ấy, không thấy gì luôn. Hôm nọ bố con mình quay á các bạn ạ, thì là mấy ngày trước á thì là nó cái hạt của nó vẫn còn non. Thế nhưng mà bắt đầu hôm nay thì bắt đầu là nó ấy rồi này. Hôm nay bắt đầu là cái hạt của nó già rồi các bạn. Hôm nay cái hạt của nó bắt đầu già rồi này. Không còn cắn được cả hạt như hôm trước nữa. Ui này các bạn ơi, chống mấy cái nước sốt này. Múc bang xoài các bạn ạ. Có quả vẫn còn hạt non, có quả hạt già. Hôm đăng cái video rất nhiều bạn bảo là nó là quả xoài. Thực sự ăn nó không phải là quả xoài các bạn nhé. Nhiều chỗ bạn các bạn có tên khác của muỗng. Thực sự mình không biết nhưng mà chỗ mình gọi là quả quéo các bạn nhé. Quả quéo. Từ trước đến giờ, từ ngày xưa đến giờ gọi toàn bằng quả quéo ấy. Ui. Chua.
ăn thử các bạn. Ui, ghê hết răng luôn các bạn. Ui, ui các bạn nhìn này. Ui các bạn nhìn này. Ui nước sốt này. Ui. Ui nó chua các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn quả ngon nhất. Mình chấm ăn cả vỏ xem nào. Bây giờ sẽ là mình sẽ làm hẳn một cái series làm mukbang ở trên mái nhà các bạn nhé. Bây giờ khả năng mình sẽ gọi là chuyển thuyền, thì thoảng mình sẽ làm một hai cái ở mukbang ở trên mái nhà, mình sẽ nấu ăn một mình trên này. Mình có thể là mai mình sẽ nấu ăn hay là sinh tồn ở trên mái nhà này 24 giờ cũng được, hay là như nào đấy các bạn nhé. Ui mukbang, ui các bạn này, xoài. Ui, nó nước sánh kẹo luôn các bạn, nước sốt kẹo luôn này. Nhưng mà thật sự các bạn làm quả nó chua lắm các bạn, nó chua. Ui, mình cắn một miếng nữa các bạn nhé. Mình vừa ăn vừa nói chuyện này các bạn, không, thật sự các bạn chua. Nước sốt này thật sự các bạn chấm với xoài rất là ngon, nhưng mà cái này thì nó cũng ngon đấy, nhưng mà nó chua quá. Ôi, thôi. Ui, bị rơi cả quả vào các bạn. Ui này. Ui à, bên dưới này là vườn là người ta các bạn nhé. Chúng ta trên này nhìn sang. Ui, nó đã tình người. Ui. 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 Các bạn nhìn nước sốt kẹo. Ui. Vậy mình làm miếng nữa này. Kẹp thêm cả tỏi vào các bạn này. Đấy, miếng tỏi ớt này. Cắn miếng này nhá. À, chua. Ôi. Ui. Sự bạn của này chỉ để dùng để nấu canh hay là bóp ít gỏi anh ăn cùng với cá hay là như nào đúng không? Ui à, để mà ăn chua té khói rồi các bạn. À, thực sự các bạn làm ăn kiểu nó ăn xong nó ê răng các bạn. Ui làm một mâm ạ. Ui. Ui, bên sẽ tiếp tục ăn các bạn. Này sẽ bổ ra cái màn các bạn, cái củi nó rất là ít luôn. Bây giờ nó gần chín này này. Bây giờ nó gần chín này này. Bổ ra mình xúc được nhiều nước sốt hơn. Mình sẽ xúc được nhiều nước sốt hơn các bạn. Đấy này. Bây giờ mình sẽ tiến tới, mình sẽ làm một số các series là ăn mukbang ở trên mái nhà này các bạn nhé. Mùa hè chiều chiều khả năng mình sẽ làm xong một số công việc ở nhà xong lên đây vừa ngắm cảnh luôn các bạn. Thời tiết thì nó khá là mát, hôm nay thì tối qua khá mưa khá là to ấy. Đấy. Khá là mát mẻ không? Chiều thì nó khá là mát mẻ. Wow, mukbang xoài. Wow, các bạn này. Chua. Trên này chắc là cũng tối dần các bạn. Rồi bạn nhất thì là chắc là mình chua quá không ăn nổi nữa các bạn. Nhà bây giờ cũng khá là muộn đấy, thì là video của mình đến đây là kết thúc nhé. Thì trước khi chào rất mừng các bạn là cho mình xin đăng ký
chia sẻ ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi ok, mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.